Nơi xa xôi ai đã nghe câu chuyện kể về vùng Tây Thiên, vang danh một thời giữa tứ giới bao khôn nguôi, lưu danh bốn nhân vật không quên. Để lấy chân kinh thì bao nguy khó gian nan khổ hạnh, chôn nhân gian 81 kiếp nạn, giác ngộ chứng niết bàn. Xuất thần kích tăng thần thông, Tây du phương xa bao nhiêu yêu ma, lão tôn ta trừ gian diệt tà. Xin tự giới thiệu, em tên là Mai Thi, hiện em là sinh viên năm 3 trường đại học Quốc gia. Chuyên ngành của em là chuyên ngành PR. Em sẽ hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không, tại vì nó khá là giống với tính cách của em. Bộ phim tuổi thơ đó được biến hóa thành một cái trò chơi như thế này thì nó cũng khá là hay ho và ấn tượng đối với những cái bạn mà thuộc thế hệ Gen Z giống như tụi em. Tại vì nó y như là tụi em được trở sống lại cái ký ức ngày xưa của mình, mà bên cạnh đó thì tụi em còn có thể được thư giãn và thoải mái sau những cái giờ học và giờ làm căng thẳng. Mình hay xem Tây Du Ký. Mình chơi ở server 3 thì thấy khá là thú vị, và càng chơi càng thấy cuốn, nên là mọi người nếu mà có cơ hội thì thử trải nghiệm game này là rất là hay.